Để chúng ta sẽ kết thúc lên. Đó, như vậy là chúng ta được cái tai này. Bạn sẽ làm thêm một chiếc tai nữa nhé. Tiếp theo thì mình sẽ làm chiếc mũi. Chiếc mũi thì các bạn sẽ sử dụng len màu be. Các bạn cũng tạo cho mình một đường tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này cho mình là 10 mũi móc đơn. Sau chân móc đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt và một mũi bính để chúng ta sẽ kết thúc len nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dán khâu những cái bộ phận này của chú sư tử lại. Phần mũi thì chúng ta sẽ khâu thêm một chút nhé.